Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì vẫn như thường lệ mà thôi, ở trong khoảng giữa tuần thì mình sẽ cho ra một video để mà có thể cập nhật những cái diễn biến mới nhất cho anh em. Và tạm gọi cái video tuần này thì nó hơi mang nhiều cái số liệu một tí. Tại vì là theo mình là tuần này là một tuần khá là quan trọng để mà anh em có thể chuẩn bị cho một cái tuần tiếp theo. Tại vì chỉ còn đúng một tuần nữa thôi, tức là vào khoảng ngày 15, kể từ ngày hôm nay nè anh em, thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện gần như là quan trọng nhất và lớn nhất trong năm 2022. Đó chính là The Merge của Ethereum. Và cũng trong tuần đó luôn, chúng ta cũng sẽ phải đón những cái thách thức đến từ Fed nữa. Vậy thì đối với cái giai đoạn nhạy cảm này của thị trường thì mình nghĩ rằng mình cần truyền tải tới anh em những thông tin vô cùng quan trọng đó ha. Rồi, như anh em đã thấy đó thì sau khi chúng ta có một cái cú đâm mà từ khoảng là 25.000 đúng không? Từ tầm khoảng là 2 tuần trước đó thì chúng ta có một cái cú đâm về tầm khoảng là 21 và 20.000. Nhưng mà dĩ nhiên ở cái vùng giá đó khi mà chúng ta đã không có phục hồi lên được á, thì trong ngày hôm qua mà thôi thì chúng ta đã phải tiếp tục chịu một cái cú đâm khác khi mà Bitcoin nó dao động ở tầm ở ngưỡng giá gọi là 19.700 và 19.800 đó. Thì chúng ta đã có một cái cú đâm khá là sâu về vùng khoảng là 18.500. Đó, thì riêng cá nhân mình thì mình cũng khá là bất ngờ trước cái thông tin như thế này. Đó, nhưng mà sau khi mà mình ngồi mình kiểm tra lại thì nó cũng có những cái lý do phía đằng sau đó anh em. Thứ nhất là cái việc mà cái cú đâm mà từ khoảng là 25.000 trở xuống hoặc là từ 21.000 trở xuống tầm 19.000 đúng không? Thì mình đã giải thích cho anh em rồi, đó chính là do mà phía từ Fed khi mà ông Jerome Powell ông đã phát biểu đó tại hội nghị vào tầm khoảng một tuần trước, là ông có nhắc tới ông Walker đó, và thậm chí là ông nói rằng là sẽ thắt chặt cái việc gọi là tăng lãi suất nhiều hơn để có thể kiềm chế lạm phát. Đó anh em, thì đó là vấn đề thứ nhất. Và cái điều đó nó khiến cho thị trường cực kỳ hoảng sợ vào thời điểm đó anh em. Và với mình ngay tại thời điểm đó thì mình cũng xin lỗi với anh em rằng là mình đã bị cuốn theo cái dòng đó và mình bỏ qua một cái sự kiện quan trọng khác, chính là mình check những cái chỉ số on-chain cho anh em. Đó, một cái vấn đề mà trước đây là mình từng rất là chú ý và hôm nay mình sẽ chia sẻ lại ở đây, đó chính là về vấn đề thợ đào anh em. Đó, thì cái vấn đề này nó ra sao? Thì đầu tiên á, trước khi chúng ta đi vào vấn đề thợ đào thì mình sẽ nói sơ qua cái vấn đề của Fed đi. Thì cái việc mà Fed đã cảnh báo thị trường rằng là sẽ không có ngừng lại cái việc tăng lãi suất đó, và thậm chí sẽ mạnh tay hơn để có thể kiềm chế lạm phát một cách nó tốt nhất có thể. Thì ở đây anh em có thể thấy được rằng là cái diễn biến của DXY, đây là một cái chỉ số về đồng đô la ha anh em. Thì sau khi mà chúng ta có một cái tháng 8, mình tạm gọi đây chính là một cái tháng hồi phục đi, chứ không phải là một tháng tăng trưởng nữa. Thì cái đồng đô la của Mỹ đó, thì dĩ nhiên anh em thấy trong tháng 8 nó đã bắt đầu nó có một cái chiều hướng đi xuống như thế này. Và cái việc mà khi mà đồng đô la của Mỹ không có mang một cái sức mạnh quá là lớn và cái sức ép, thì dĩ nhiên là những nhà đầu tư đó thì họ sẽ ưu tiên, họ chọn những cái giải pháp đầu tư nó tốt hơn, như là về chứng khoán, như là về crypto, hoặc là những cái giải pháp đầu tư nó khả thi hơn để mà mang lại một cái lợi nhuận nhất định cho họ, đúng không? Nhưng mà dù sao đi nữa thì xét trên một cái mức độ an toàn thì dĩ nhiên là nhà đầu tư họ sẽ tin tưởng vào đồng đô la hơn. Vì nếu anh em đặt ra một cái bàn cân so sánh thì giữa đồng đô la và những cái tài sản biến động như crypto hay là cổ phiếu chứng khoán Mỹ đi, thì dĩ nhiên là cái mức ổn định, cái mức biên độ giao dịch của chúng ta nó khá là lớn, nó đi một ngày tới mấy phần trăm lận, trong khi đồng đô la thì nó ổn định hơn, đúng không? Nên vì thế anh em thấy không, khi ngay khi mà Fed thực hiện cái chính sách lãi suất đó, thì chúng ta hãy nhìn lên một cái bức tranh tổng quan hơn đi. Khi mà kể từ đầu năm 2022 đúng không, là Fed bắt đầu là áp dụng những cái chính sách gọi là tăng lãi suất khá là nghiêm khắc của mình, thì anh em thấy chúng ta nhìn trên một cái cục diện chung thì dĩ nhiên là đồng đô la đã bắt đầu tăng trưởng khá là mạnh ha. Thì cái điều này nó phản ánh được cái điều rằng là Mỹ đang giúp cho đồng đô la mạnh trở lại và giúp cho nước Mỹ trở lại cái thời hoàng kim và có thể gọi là một cái cường quốc số 1 về kinh tế thế giới. Thì dĩ nhiên rồi, khi mà bạn đưa ra một cái giải pháp gì đó mà bạn giúp cho đồng đô la tăng trưởng hơn và Mỹ bắt đầu có thể hạn chế được cái vấn đề lạm phát, thì dĩ nhiên là Fed đã rất là thành công trong cái vấn đề này. Và cái việc mà Fed thành công trong cái vấn đề gọi là kiềm chế lạm phát và giúp cho đồng đô la quay trở lại cái ngưỡng sức mạnh của mình hơn cả euro, khiến euro bị sụt giá với đồng đô la. Và bây giờ anh em thấy tình hình kinh tế của bên châu Âu và đặc biệt là đồng bảng Anh đúng không? Đó, thì vào hôm qua thì chúng ta vừa ghi nhận một cái mức sụt giảm so với đồng đô la là mức thấp nhất trong vòng 4 thập kỷ vừa qua. Thì dĩ nhiên là Fed phải ăn mừng về cái vấn đề này rồi. Và khi mà bạn thành công với một cái vấn đề gì đó thì một điều chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ bạn bỏ cái phương pháp đó, trừ khi bạn thất bại hoặc là trừ khi bạn gặp một cái gì đó thì bạn mới có thể thay thế một cái phương pháp khác. Và cái phương pháp bây giờ của Fed đang là tăng lãi suất và nó đang hiệu quả đây. Đó, thì cái câu chuyện là tháng 9 của chúng ta sắp tới đây nè. Đó,
thì liệu Fed sẽ hạ lãi suất xuống hay là giữ nguyên lãi suất, thì mình chỉ hy vọng là Fed giữ nguyên lãi suất thôi đó, chứ còn một cái vấn đề hạ lãi suất hoặc là sau đó thì đó là một vấn đề mà mình không nghĩ tới, tại vì bây giờ cái giải pháp của Fed đang là khá là hiệu quả rồi. Và cái việc mà đồng đô la Mỹ tăng lên như vậy thì dĩ nhiên người ta sẽ đổ tiền vào, người ta gửi lãi suất tiết kiệm ở các ngân hàng, chứ người ta không có dồn tiền người ta vào crypto và Bitcoin hay là vào Ethereum hoặc là chứng khoán nữa. Vì vậy trong 2 tuần qua anh em thấy không phải riêng thị trường crypto của chúng ta đâm mạnh, mà ngay cả Nasdaq hoặc là chỉ số SP500 cũng đâm khá là mạnh luôn ha anh em. Rồi, và đến đây thì mình xin giải thích một vấn đề về thợ đào như mình nói hồi nãy cho anh em. Đây là cái thứ nhất ha. Và cái nguyên nhân thứ hai đó thì anh em biết được rằng á, là trong cái tối mà chúng ta đã đâm một cái mốc từ 19.700 xuống còn 18.500 chỉ trong vài giờ thôi, thì sáng hôm sau nha anh em, thì thị trường của chúng ta bắt gặp một cái thông tin mà nó trùng hợp đến một cách kỳ lạ anh em. Tức là sao? Tức là ở đây mình xin trình bày cho anh em nhìn trên màn hình của mình nè, chúng ta có khoảng 3 đến 4 công ty này chính là những công ty khai thác Bitcoin lớn nhất tại Mỹ nha anh em, lớn nhất tại Mỹ. Và cái thị phần của họ trong cái hash rate Bitcoin đó, mình cũng đã từng trình bày cho anh em, mà chiếm tới khoảng là 20%, một cái con số rất là lớn đối với tổng mạng lưới khai thác Bitcoin đó. Và công ty đầu tiên là ai? Đó chính là Core Scientific. Thì đây là cái ông lớn nhất ha anh em. Thì trong cái tối đêm đó thì tự nhiên đùng một cái bốn ông đều tung ra báo cáo hết, và những cái báo cáo đó nó có những cái điểm trùng hợp rất là kinh khủng, ở đây mình muốn chia sẻ cho anh em. Đầu tiên chính là Core Scientific. Đó thì Core Scientific ấy, họ báo cáo rằng là trong cái tháng 8 đó, họ đã sản xuất ra khoảng là 1.333 Bitcoin, nhưng mà họ bán ra tới 1.125 Bitcoin. Như vậy là họ đã chấp nhận họ bán ra 85% cái sản lượng sản xuất ra của họ. Tức là sao? Tức là bây giờ họ đào ra bao nhiêu đó Bitcoin và họ bán đi gần 85% như vậy, tạo một cái áp lực xả khá là lớn. Và tại sao cái vấn đề đào xong rồi bán như vậy? Điều này nó thể hiện ra cho chúng ta được rằng á, nếu mà anh em theo dõi tình hình của thợ đào á, tức là tháng 5, tháng 6 họ đã bị vướng một cái vướng ngại là khi Bitcoin đâm từ khoảng trên 30.000 về dưới 25.000 và sau đó tiếp tục đâm xuống cái mốc gọi là 17.600, thì vào lúc đó những cái công ty này họ đã xả Bitcoin rồi và họ đã bị thâm hụt thanh khoản một cách trầm trọng luôn đó. Nên vì thế đó họ đã bắt đầu họ bán ra, nhưng mà trong cái giai đoạn từ tháng 7 đó thì không có một cái tình trạng đó, tại vì tháng 7 là bắt đầu mọi thứ nó vào guồng rồi, nó vào một cái cuộc hồi phục rồi, nên chúng ta không có ghi nhận một cái khoảng tháng 7 là họ bán và lúc đó cái chỉ số on-chain của thợ đào nó đi ngang luôn. Nhưng mà đến bây giờ khi Bitcoin đang giao dịch ở mức 19.000 thì họ lại bán rất là mạnh như vậy, và bán tới 85% trong một tháng nha anh em, trong một tháng. Rồi tiếp theo đó là chúng ta có Riot Blockchain, họ cũng đã sản xuất ra khoảng 374 Bitcoin nhưng mà họ lại bán khoảng 93% sản lượng này, tương đương với 350 Bitcoin. Và tiếp theo nữa chúng ta có Bitfarm. Thì Bitfarm á, cái ông này nó là một cái ông bán tới 3.000 Bitcoin trong tháng 6 lận, cái giai đoạn mình mới vừa trình bày cho anh em là gặp khó khăn đó. Thì cũng trong hôm đó, ông cũng trong cái ngày mà Bitcoin đâm vào ngày hôm qua đó, thì ông cũng thông báo rằng là ông đã đào ra 3.252 Bitcoin. Nhưng ông nói rằng là ông không có công bố số liệu bán. Nhưng mà nếu mà anh em theo dõi kỹ Bitfarm á, là vào tháng 6 là ông có nói rằng là cái ông CEO đó, thì ông nói rằng là sao? Ông nói rằng là Bitfarm từ tháng 6 trở đi thì sẽ không có duy trì cái chiến lược gọi là cứ đào ra xong rồi hold Bitcoin nữa, và họ sẽ bán. Tức là sao? Tức là đặt ra một cái tuyên bố chắc nịch với cộng đồng luôn, là đào ra bao nhiêu bán bấy nhiêu. Bán để làm gì? Để cân bằng lại cái khoản cân đối tài chính và tạo thêm thanh khoản cho Bitfarm để mà có thể duy trì trong cái mùa đông crypto này. Thì dĩ nhiên trong cái con số mà 3.252 Bitcoin họ đào được trong tháng 8, dĩ nhiên là họ phải bán phần lớn rồi, đúng không? Và chúng ta chỉ còn là một đại diện duy nhất, đó chính là Marathon. Thì Marathon mình cũng đã nói quá nhiều về cái ông lớn này. Thì trong hàng loạt những công ty bán đó thì riêng Marathon không có bán anh em. Và mình cũng đã nghi ngờ rằng là cái báo cáo của Marathon có thật hay không. Thì mình ngồi mình cộng lại những cái báo cáo của họ từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 và cho đến tháng 8 luôn, thì dường như là nó khá là trùng khớp với cái việc mà bây giờ họ thông báo là họ đang giữ 10.311 Bitcoin. Cái này là mình cộng từng tháng thật nha anh em, đó, để đưa một cái thông tin chính xác nhất đến cho anh em luôn. Đó thì bây giờ chúng ta có gì? Bây giờ chúng ta có những cái ông lớn khai thác bán tất cả ngoại trừ Marathon, kết luận lại là một điều như vậy. Và tất cả đều tung ra báo cáo trong cái ngày mà Bitcoin đâm rất là mạnh luôn anh em. Thì liệu chúng ta có một cái sự trùng hợp nào ở đây không? Chắc chắn là có rồi. Tại vì khi mà họ xả ra một cái số lượng lớn như vậy, mà thợ đào đó anh em, thì họ thường được xem là một cái phòng tuyến cuối cùng của Bitcoin. Tại sao? Tại vì thợ đào là họ xem một cái công việc đó như là một cái công việc kinh doanh chứ không phải là trader như chúng ta. Họ bỏ chi phí rồi họ đào để họ giữ, họ hold và họ kiếm lợi nhuận dựa trên đó anh em.
Đó, nên vì thế tại sao cái vấn đề thợ đào mình luôn đề cập với anh em rất là nhiều, là chúng ta mỗi lần chúng ta có một cái tín hiệu mà thợ đào bán ra, đó là một cái tín hiệu cực kỳ xấu. Như sự kiện tháng 3 năm 2020 khi mà Covid ập tới là thợ đào cũng bán khá là mạnh, vì lúc đó Bitcoin đâm từ hơn tầm khoảng là 11.000 đô đó, đâm về tầm khoảng là 3.000 đô. Và tầm khoảng là tháng 5 năm 2021 khi mà thợ đào Trung Quốc đó anh em, cái vụ đó anh em còn nhớ đúng không? Từ 64.000 đô về tầm 30.000 đô. Đó thì cái sức ép của thợ đào nó rất là kinh khủng anh em. Vì vậy theo mình là đây là một cái trường hợp mà anh em nên cẩn trọng nha. Và cái việc mà thợ đào bán như vậy đó thì chúng ta hãy lật lại một tí về tầm khoảng là tháng, tầm khoảng là ngày ở đây chính là khoảng ngày 2 tháng 9. Ngày 2 tháng 9 tức là cái lúc mà Bitcoin đâm từ khoảng là 21.000 về tầm khoảng 19.000 đó. Đó, và trùng hợp với cái đợt mà chủ tịch Jerome Powell ông đưa ra những cái phát biểu mà gây sức ép lên thị trường tài chính á, thì thợ đào đã bán từ cái lúc đó rồi và đến bây giờ thì họ mới bán thêm mà thôi. Tại sao? Tại vì khi mình lật lại vào cái dữ liệu ngày 2 tháng 9 của CryptoCoin á thì chúng ta có những cái đợt bán đây. Đây. Những cái đợt này là những cái đợt vào tháng 5, tháng 6 thì chúng ta đã, cái lịch sử nó đã đi qua rồi. Nhưng mà vào tầm khoảng bắt đầu từ đầu tháng 9 là tháng 8 thì chúng ta đã có một cái cây bán rất là mạnh ở đây, ở trên các sàn giao dịch anh em. Đó, tức là sao? Tức là thợ đào họ đẩy BTC lên sàn giao dịch rất là nhiều luôn. Đó, và đây là ngày 2 tháng 9. Và cho đến ngày 3 tháng 9 thì chúng ta đã có một cái cây khác cũng khá là mạnh ở đây. Đó, thì mình đối chiếu hai dữ liệu cho anh em xem để xem là liệu nó có trùng khớp hay không. Thì ở đây là nó thật là trùng khớp luôn. Khi mà chúng ta xem dữ liệu ở đây là SMA 168, còn hồi nãy là hình như là SMA bao nhiêu đó, thì nó dường như nó trùng khớp lại với nhau khi mà nó trùng khớp với nhau ở cái điểm gọi là tháng 5, tháng 6 mình vừa đề cập. Đó, thì nó cũng có những cái cây cột cao như thế này. Và cái lực bán của thợ đào vào lúc đó đó đã ép giá BTC từ khoảng là trên 30.000 nha anh em, trên 30.000, kéo xuống tầm là 25-26 và cuối cùng là đâm xuống 17.600. Đó, và bây giờ chúng ta đang có một cái lịch sử lặp lại như vậy. Vậy thì liệu mà giá Bitcoin trong vòng vài tuần tới, đây chỉ là một cái sức ép đầu tiên mà mình nói thôi, và trong vài tuần tới khi mà gặp những cái sự kiện khác nhau thì liệu chúng ta hãy nên cẩn trọng về cái vấn đề này. Đó, thì và tiếp theo nữa, một cái dữ liệu khác để cho anh em thấy được rằng là tại sao chúng ta cần phải cẩn trọng, đó chính là cái dữ liệu mà những cái cá voi họ đang đẩy BTC lên sàn rất là nhiều anh em. Đó, thì ở đây cũng là một cái biểu đồ của CryptoCoin luôn. Thì cái việc mà họ đẩy BTC lên sàn bây giờ là nó đang đạt một cái ngưỡng gọi là khá là cao rồi. Nó hoàn toàn cao hơn khoảng tháng 8 luôn. Và cái việc mà cá voi đẩy BTC lên sàn thì họ làm gì? Thứ nhất là nếu mà họ không xả ra thì họ sẽ mua altcoin, đúng không? Họ sẽ mua altcoin, hoặc là nếu họ xả ra thì đó là một tín hiệu xấu. Và họ mua altcoin thì sao? Đó, họ mua altcoin thì dĩ nhiên là với một cái tình trạng hiện nay khi mà anh em thấy là cái Bitcoin dominant, đúng không, của chúng ta bây giờ đang đâm khá là thấp, và altcoin dường như là không phải chịu một cái ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà đối với mình cái đó là sẽ tốt cho altcoin nhưng mà sẽ không có tốt cho Bitcoin. Cái đó chỉ tốt trong ngắn hạn thôi, nhưng mà trong dài hạn chúng ta hãy nhìn ra khi mà dominant của Bitcoin đâm thấp như vậy, vốn hóa của Bitcoin giảm xuống đi, thì cái việc mà Bitcoin hồi phục lại sẽ kéo lại vốn hóa từ dòng tiền từ altcoin qua, đúng không? Và khi mà kéo dòng tiền vốn hóa từ altcoin qua như vậy thì dĩ nhiên cái thị trường của chúng ta nó sẽ hoàn toàn nó sẽ bị mất cân bằng. Và cái điều đó nó sẽ càng khiến cho rằng là Bitcoin của chúng ta sẽ không có tăng trưởng bền vững. Nó giống như cái việc mà khi bạn đẩy một cái dòng tiền qua đột ngột thì Bitcoin sẽ đâm lên, sẽ bùng lên rất là nhanh, nhưng mà cũng sẽ đâm xuống cũng rất là nhanh như vậy. Thì cái đó là cái theo quan điểm của mình về cái quy luật của dòng tiền. Và tiếp theo nữa, một cái lý do thứ ba mà chúng ta cần phải cực kỳ cẩn trọng vào giai đoạn này đó chính là cái dòng tiền đẩy vào cái mạng phái sinh anh em. Tức là sao? Tức là hiện tại cái dòng tiền bên spot á, bên giao dịch mua ngay á, nó không có bằng cái dòng tiền đẩy vào phái sinh. Cái dòng tiền đẩy vào phái sinh nó là một cái tác nhân khiến cho thị trường của chúng ta sẽ gặp xấu trong ngắn hạn. Cái điều đó là cái điều mà chắc chắn rồi. Tại vì khi mà dòng tiền vào phái sinh á, và đặc biệt ở đây chính là khi mà phe short hiện tại của bên BTC đó hoàn toàn áp đảo hơn phe long rất là nhiều. Và khi dòng tiền phát sinh được đẩy lên cao như vậy đó thì anh em cũng thấy là chúng ta đã có khá là nhiều lịch sử khi mà chúng ta có những cú long sweep hoặc là short sweep, đúng không? Tức là sao? Tức là khi mà một cái bên nào đó áp đảo rất là nhiều thì nó sẽ có những cái cột để mà có thể giết hết tất cả những cái bên đó, và sau đó nó kéo xuống lại. Và cái điều đó nó khiến cho giá của BTC dường như là bị biến động quá là nhiều và không có một cái đạt được một cái động lực tăng trưởng bền vững. Thay vì chúng ta đi từ từ lên, chúng ta đi từ từ và chúng ta điều chỉnh và chúng ta đi lên, thì cái việc mà dòng tiền đẩy vào mạng phái sinh khá là nhiều như vậy thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra một cái biến động rất là lớn ha anh em. Đó, thì chúng ta hãy nhìn tiếp vào một cái biểu đồ tiếp theo, đó chính là cái dòng tại sao cái phái sinh nó lại lớn như vậy.
Tại vì bây giờ á, cái việc mà BTC ở cái mức giá gọi là 19-18 nghìn, thì nếu mà xét về cái bối cảnh hiện tại nha, đó là cái mức giá dưới cái mức khai thác của Thợ Đào ra một BTC. Tức là bây giờ Thợ Đào họ đang lỗ, và nó cũng gần tiệm cận với cái mức đáy 17.600 của chúng ta khi mà hình thành vào tầm khoảng là tháng 6 và tháng 7 rồi. Thì dĩ nhiên là đối với cái quan điểm của nhiều nhà đầu tư, thì sau một cái mùa bull run, sau một cái mùa uptrend vào năm 2021, thì dĩ nhiên là ở thời điểm hiện tại giá BTC bây giờ cũng khá là rẻ và dường như là đã chạm đáy rồi. Nên vì vậy cái vấn đề mà họ vào, họ spot, họ mua spot thì dường như là bây giờ nó cũng, và họ nắm giữ rồi, về bên phía Thợ Đào nó dường như là bây giờ cũng khá là nản rồi. Nên là bây giờ cái dòng tiền vào mảng phái sinh họ đang tranh đấu rất là nhiều. Nhưng mà vì vậy đó anh em, nhưng mà vì vậy đó thì cái khối lượng phái sinh của hợp đồng tương lai của bên BTC đó thì dường như là không có nhiều anh em, thật sự là không có nhiều. Mà thay vào đó đó thì cái khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai họ mở ở bên Ethereum thì lại rất là nhiều. Ở đây anh em thấy đó, thì cái khối lượng mà giao dịch hợp đồng tương lai của bên Ether đó là đã vượt mốc 1.000 tỷ rồi. Trong khi đó cái khối lượng mà đẩy vào bên phía BTC đó thì chỉ đạt là khoảng là 941,5 tỷ thôi. Đó. Và tại sao cái vấn đề mà mình nói ở đây tiếp theo nữa cũng sẽ ảnh hưởng tới BTC cũng khá là nhiều, đó chính là về vấn đề Ethereum. Đó thì hồi nãy chúng ta vừa điểm qua một số cái như là về miner, về chỉ số whale, về phái sinh của BTC. Thì bây giờ một cái điều mà mình cho rằng sẽ nguy hiểm đối với BTC đó chính là Ethereum. Đó, tại vì bây giờ đó bên phía của Ethereum anh em biết được rằng là chúng ta sẽ có một cái sự kiện tiếp theo, là một sự kiện đời mới. Và tại sao theo quan điểm của mình thì đây là một cái điều nguy hiểm, thì ở đây mình cũng xin chia sẻ luôn là tại vì bây giờ một tuần sau là đời mới đúng không, thì đời mới tạo ra một cái động lượng FOMO khá là nhiều đối với những anh em nào mà đang hy vọng là Ethereum sẽ tăng giá. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng có một cái phe nữa đang cho rằng là Ethereum sẽ giảm giá sau đời mới đó. Và đầu tiên chúng ta nói về tăng giá trước đi. Chúng ta nói về tăng giá thì bên mảng phái sinh của Ethereum đang đổ vào nhiều hơn BTC đúng không? Nhưng mà phe short lại nhiều hơn phe long. Đó thì tí mình sẽ show cái dữ liệu ra cho anh em xem. Rồi, tiếp theo nữa đó thì những nhà đầu tư mà họ đầu tư vào Ethereum thì họ liên tục đẩy Ethereum lên sàn để bán, nhưng mà những thợ đào Ethereum thì họ lại không có bán, tại vì họ đang chờ để nhận airdrop từ một cái khả năng nào đó mà Ethereum Proof of Work sẽ được fork ra từ Ethereum Proof of Stake ha. Rồi tiếp theo nữa thì trong tuần này chúng ta có một cái bộ phận cộng đồng lớn tiếp theo, họ bắt đầu đi vào những cái nền tảng cho vay của bên Ethereum như là về AV hay là về Compound, để mà họ tin tưởng vào một cái kỳ vọng rằng là Ethereum sẽ được fork ra Ethereum Proof of Work và nhận airdrop. Nên vì vậy cái lượng Ethereum họ đổ vào những cái nền tảng lending này đó anh em, như là AV nè, còn bao nó rất là lớn. Và để họ làm được điều đó thì họ phải làm gì? Thì họ phải mua E đúng không? Đó. Vay và cho vay mà, thì họ phải mua E từ bên thị trường spot. Thì đó là một cái bên mà đã tạo một cái động lượng mua cho Ethereum. Nhưng mà ngược lại một cái bên ở bên thị trường phái sinh thì họ đang short rất là nhiều. Đó ha. Rồi, một cái bên mua nữa là những ai, là những người họ đang kỳ vọng và tin tưởng vào giá Ethereum sẽ tăng. Nhưng mà thì họ sẽ mua vì họ cho rằng là nếu đợt mới tới, giá Ethereum sẽ không dừng lại ở 1.600 nữa. Nhưng mà ngược lại cái bên mà đang xả ra đó thì họ cho rằng là sẽ đâm. Đó, chúng ta đang có hai cái cán cân như vậy. Đó, và cái bên mua thì họ đang cho rằng là ok, bây giờ tôi sẽ bỏ ra khoảng là 32 Ethereum để mà có thể làm nốt của bên Ethereum sau Proof of Stake. Tại vì sau đó thì Ethereum sẽ tăng, thì 32 E đó sẽ quá là mắc để mà tôi mua. Thì họ tiếp tục mua. Nhưng mà ở bên ngược lại thì họ cho rằng là giá E bây giờ đang khá là cao để mà họ có thể sở hữu được 32 Ethereum để mà stake vào làm node. Thì họ cho rằng giá sẽ đâm, nên họ sẽ short và họ sẽ tìm ra một cái cơ hội nào đó để mà có thể mua được spot với giá rẻ. Đó. Vì vậy cái câu chuyện mà anh em thấy trong những ngày đây đó, cái độ FOMO của Ethereum khá là cao. Và mặc dù đó chúng ta có gì? Mặc dù chúng ta có funding rate của Ethereum ở bên mạng phái sinh, thì đây cái funding rate nó cắm những cái cột như thế này, thì dĩ nhiên là bên phe short đang chiếm lợi thế khá là nhiều. Tại vì là khi mà họ mở một cái hợp đồng short ra mà phe short áp đảo hoặc phải long đó, thì dĩ nhiên là funding rate sẽ âm. Tại vì những người phe short họ phải trả cho tiền cho bên phe long. Và nhờ cái cơ chế funding rate này nó cũng tạo nên một cái sự cân bằng đối với giá bên spot nữa, để hai bên không có bị quá là lệch nhau đó anh em. Nhưng mà nhìn chung chúng ta thấy được rằng là cái việc mà funding rate âm như vậy thì dĩ nhiên là cái hợp đồng phe short nó đã nhiều hơn rồi. Và họ kỳ vọng rằng là giá E sẽ đâm. Đó. Nhưng mà tại sao short nhiều như vậy mà lại không có dẫn tới trường hợp mà giá Ethereum đâm?
thì dĩ nhiên là bên sẽ có một cái động lượng bên spot họ đang mua, họ đang mua rất là nhiều. Vì vậy bây giờ giữa một cái kịch bản rằng là Ethereum sẽ đâm hay Ethereum không đâm, thì cái việc đó là cái việc mà mình vẫn đang rất là lưỡng lự, chứ mình không thể nào mình chắc chắn được với anh em rằng là Ethereum sẽ đâm sau đợt mới được. Tại vì bây giờ cái sự kiện này là một cái sự kiện tạo động lực rất lớn để mà có thể kéo giá Bit lên, kỳ vọng cho chúng ta sẽ hồi phục đó. Nhưng mà tại sao hồi nãy mình lại nói một cái câu chuyện nguy hiểm, là tại vì nếu mà động lực của Ethereum xây dựng trong tầm khoảng là tháng 8, anh em thấy không, tháng 8 chúng ta có gì, chúng ta có là Bit hoàn toàn không có bất kỳ một cái động lực nào cả anh em, và động lực để mà có thể kéo giá Bit lên tầm khoảng là 24-25 nghìn là đều đến từ the merge hết. Mình nhìn nhận là như vậy. Mức cao nhất của Ethereum lúc đó là hình như là 2.000, đúng không? Là 2.000. Và bây giờ giá của Ethereum đó, và bây giờ giá của Ethereum đang là 1.600. Thì anh em có thể đối chiếu lại vào tầm khoảng tháng 8 cùng với cái mức 1.600 này, đúng không? Là Ethereum tạo một cái động lực rất là lớn, và lúc đó là BTC đang giao dịch ở cái ngưỡng gọi là 22.000. Đó. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại của chúng ta đây, khi mà vẫn một cái mức giá gọi là Ethereum giao dịch ở 1.600 và BTC của chúng ta bây giờ chỉ có là khoảng 19.000 mà thôi, thì cái điều này nó cho thấy được rằng là cái hiệu suất hoạt động của Ethereum đang lớn hơn BTC và đang lead cả cái thị trường này, tức là đang gồng gánh và đang dẫn dắt cả cái thị trường này đi lên đó. Vậy thì nếu mà cái kịch bản mà hồi nãy mình nói mà sau khi the merge tuần sau diễn ra mà đi theo một cái kịch bản như là Ethereum sẽ gặp một cái sự tiêu cực về phản ứng giá, thì cái điều đó sẽ gây ra một cái sự nguy hiểm nhất định cho thị trường của chúng ta, và nhất là BTC. Và kết hợp với những cái điều mà mình vừa chia sẻ cho anh em, như về chỉ số thợ đào, về những cái cá voi, cá mập đẩy BTC lên sàn, và vấn đề phái sinh bên short đang chiếm ưu thế rất là nhiều nữa, thì thị trường của chúng ta sẽ như thế nào đây? Cộng với việc vào tuần sau thì chúng ta có gì? Vào tuần sau thì chúng ta sẽ có một cái thông tin khá là quan trọng, đó chính là vào ngày 13 tháng 9, tức là trước the merge khoảng 2 ngày anh em, thì chúng ta có chỉ số CPI, một cái chỉ số vô cùng quan trọng để mà Fed quyết định rằng là trong tháng 9 này sẽ nâng mức lãi suất bao nhiêu vào tuần tiếp theo nữa, vào ngày 21 tháng 9. Đó, đây, 13 tháng 9 là vào tuần sau sẽ có CPI cho anh em. Và 2 ngày nữa sau ngày 13 tháng 9 này, sau cái CPI này sẽ là the merge. Và kể từ the merge, sau đó một tuần nữa sẽ là cái việc tăng lãi suất của Fed được đưa ra, thì anh em thấy nó bắt đầu nó hình thành một cái combo khá là hủy diệt nếu mà CPI có một cái diễn biến nó tiêu cực. Ethereum sẽ gặp một cái sự rào cản nhất định sau khi đợt mới như dự đoán của nhiều người, mà không phát triển theo một hướng tích cực. Và kết hợp hai cái đó lại, chúng ta vừa có một cái lý do khiến cho thị trường tiêu cực ở bên trong là một, và ở bên ngoài về mặt vĩ mô là hai, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc tăng lãi suất của Fed nữa, thì dĩ nhiên thị trường lúc đó mình nghĩ rằng sẽ khá là gặp chông gai rất là nhiều đó anh em. Nên là đó là cái lý do tại sao mà mình cho rằng là bây giờ chúng ta đang ở cái mức nguy hiểm nhiều hơn là mức an toàn. Nên vì vậy anh em hãy cẩn trọng trong cái giai đoạn này, nó cực kỳ nhạy cảm anh em. Đó. Và một cái câu chuyện mà nếu mà the merge diễn ra mà Ethereum vẫn giữ được cái phong độ như hiện tại, thì cái điều đó mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tạo ra một cái tác động cũng không phải là quá là tích cực đâu, vì chúng ta vẫn cần phải phụ thuộc vào các chỉ số của CPI vào ngày 13 tháng 9 và FOMC vào ngày 21 tháng 9 nữa. Nhưng mà dù sao cũng sẽ đỡ lại những cái, tức là sẽ tạo ra một cái động lực để mà đỡ lại những cái sự tiêu cực từ bên phía ngoài kinh tế vĩ mô, thì thị trường của chúng ta sẽ bớt đi một phần nào đó sự tiêu cực thôi. Đó, thì bây giờ tất cả mọi thứ đang đều trông chờ vào Ethereum cả. Và nếu anh em có những cái quan điểm nào về cái sự kiện the merge này, và suy nghĩ của anh em như thế nào bằng những cái lập luận của anh em, là anh em nghĩ rằng là Ethereum sẽ tăng tốc sau the merge, hay là Ethereum sẽ nghỉ ngơi tại đây và sẽ bắt đầu chịu một cái hiệu ứng người ta gọi là cái hiệu ứng domino, để mà bắt đầu phải chịu một cái áp lực xả đổ dần từ bên phía thợ đào, họ không có thích proof of stake, từ bên phía những cá voi, họ đang muốn gom hàng nhiều hơn để họ staking vào, họ làm node, hay là từ những cái người mà họ đã bị kỳ vọng quá nhiều trước the merge và sau the merge họ là thất vọng thì họ sẽ xả Ethereum. Thì anh em có bất kỳ những cái quan điểm nào thì anh em hãy bình luận ở dưới cái video này, mình sẽ đọc hết và mình sẽ biết đâu được thì có rất nhiều quan điểm bình luận hay, thì mình sẽ học được từ anh em rất là nhiều, đúng không? Rồi, và cuối cùng đó thì mình cũng xin chia sẻ đến cho anh em hai cái thông tin khá là quan trọng, đó chính là về Ethereum Classic, một cái người anh em song sinh của Ethereum nữa. Thì vào trong ngày hôm nay chúng ta đã có một cái ghi nhận mới về ETC,
khi mà cái chỉ số hash rate, cái chỉ số đào của ETC anh em đã lập một cái đỉnh mới rồi. Và cái đỉnh mới này nó tương đương với tầm khoảng ở đâu đó tầm khoảng là 52 terahash trên giây ha. Thì cái điều này là nó biểu hiện được là cái sức mạnh đào của ETC đang được các thợ đào từ Ethereum chuyển dịch qua khá là nhiều và gây cái hiệu FOMO đối với cái đồng này khá là nhiều. Thì trong khoảng là trong 3 ngày qua anh em thấy mặc dù BTC chỉnh nhưng mà cả Ethereum và Ethereum Classic đều tăng trưởng khá là mạnh trở lại và hồi phục rất là nhanh ha. Thì cái điều này cũng là cái điều dễ hiểu mà thôi, tại vì nếu mà Ethereum chuyển sang Proof of Stake thì các thợ đào cũ của Ethereum á sẽ không có đào được nữa. Đó thì họ bây giờ một cái trường hợp khả dĩ nhất là phải bắt buộc họ cầm máy đào của họ dịch chuyển qua đào ETC để mà có thể kiếm lợi nhuận hoặc là một phần ở đó để bù lại chi phí mà họ đã bỏ ra để mà họ mua những cái thiết bị khai thác đó, chứ không có thể nào mà biến những cái thiết bị đó trở thành sắt vụn được. Đó thì cái điều này anh em thấy là nó diễn biến giá khá là rõ nét ở trên khung ngày của Ethereum Classic khi mà tăng đây, khi mà chịu cú điều chỉnh của Bit nhưng mà đã phục hồi lại khá là nhanh và đang giao dịch ở tầm khoảng gọi là 36,78 đô la. Nhưng mình nghĩ rằng là từ đây tới đợt mới một tuần sau nữa thì ETC cũng sẽ đạt được những cái động lực nhất định là để có thể tăng trưởng tiếp, tại vì cái độ FOMO của cái con này bây giờ với Ethereum thì nó khá là nhiều anh em. Đó, anh em cứ nhìn vào biểu đồ giá anh em sẽ thấy mặc dù BTC chỉnh khá là mạnh nhưng mà dường như là nó không có tác động quá là nhiều đến hai cái đồng này đâu. Và cuối cùng nữa sẽ là một cái cảnh báo ở cuối video dành cho anh em, đó chính là về con Luna ha anh em. Đó, anh em thấy trên màn hình của mình đây là con Luna. Đó thì con Luna này đó bây giờ nó đã được đổi tên thành con LUNC rồi, là cái đồng Luna cũ đó anh em. Thì mình đã nói quá nhiều về cái sự sụp đổ này vào tầm khoảng tháng 5 rồi. Và bây giờ cái đồng này á, nó lại tăng trưởng khá đột biến, dường như là khoảng là từ cái đáy ở đây vào tháng đầu tháng 9 đúng không? Đó, từ cái đáy ở đây bây giờ dường như là đã ít 5 lần rồi anh em, ít 5 lần rồi. Đó, thì ở đây thì mặc dù mình biết là cái vấn đề mà ít 5, ít 6 trong cái giai đoạn cực kỳ biến động và suy thoái như hiện nay thì nó sẽ khiến nhiều anh em bị FOMO. Và nhiều anh em bị lầm tưởng rằng là con này bây giờ nó đã bắt đầu nó hồi sinh. Khi mà bây giờ anh em nhìn vào cái chart của nó đó, mình sẽ mở chart tuần cho anh em, thì đây là một cái chart hoàn toàn mới. Tại vì là cái chart Luna cũ đó, là Luna đã từng có lúc gọi là bay lên tầm khoảng hơn 100 đô và sau đó bị chịu một cái cú sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái Luna luôn và đã giảm về mức không thể giảm được nữa anh em, về mức dưới không luôn rồi. Đó thì sau đó là bây giờ Luna họ mới bỏ cái dự án này đi để họ tách ra, họ làm Luna 2.0 là cái đồng tên là Luna bây giờ luôn. Còn ở trên màn hình của mình đây đó chính là đồng Luna cũ được đổi tên thành Terra Classic với một cái mã gọi là LUNC ha, anh em nhớ rõ giúp mình là LUNC. Đó, vì vậy anh em nhầm tưởng ở đây á là một cái chart mới như vậy, tức là đã tẩy trắng quá khứ rồi, thì như anh em mới vào anh em sẽ hiểu là cái con này là cái con Luna. Nó đã bị sụp đổ rồi nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó hồi sinh lại, là có thể là do đoạn của phát triển của nó bắt đầu làm lại từ đầu hay là sau đó, nhưng mà ở đó là sai anh em, sai. Và cái dự án này bây giờ nó là một cái dự án trống hôi trống hoắc luôn, không có bất kỳ một cái ông dev nào, cũng không có bất kỳ một cái gì ở đây cả, tức là nó vừa không nhà trống, tại vì đội ngũ phát triển của Luna cũ á là CEO Dowon á và những cái dự án đã chuyển qua nhà Luna 2.0 rồi, và một phần lớn dự án của Luna cũ cũng đã chuyển sang Polygon rồi ha, chứ không còn ở lại cái Luna cũ này nữa. Vì vậy đây chỉ là một, mình xác nhận luôn, đây chỉ là một vấn đề FOMO và bơm thổi mà thôi. Tại vì cái cặp Luna này đó nó cũng có ở bên mảng gọi là future để cho anh em đánh bên đó, và nó với cái mã là 1.000 Luna, tức là giá gấp anh em nhân 1.000 lên. Ví dụ bây giờ là Luna ở bên spot đang là 0.005 thì bên future nó sẽ là 0.5. Đó, như vậy thì cái vấn đề bơm thổi như vậy thì mình chỉ có một cái câu cảnh báo cho anh em thôi, anh em đừng có rớ vào con này, tại vì nó chẳng là cái gì cả ngoài một đống rác. Mình có hơi thẳng thắn nhưng mà mình xin xác nhận như vậy, nó chỉ là một đống rác mà thôi. Và nếu anh em bị FOMO, anh em đu vào đây, anh em mua, anh em cảm thấy như là nó tăng trưởng đột biến giữa mùa bão như vậy, tăng một ngày 50-60%, thì dĩ nhiên là khi mà nó đã hết rồi thì anh em sẽ là cái người chịu thiệt hại cuối cùng. Tại vì đây chỉ là một cái chiêu trò để mà bơm lên cho người mới họ vào. Thì khi mà người mới họ vào thì họ mới đổ tiền vào, thì họ mới biết đến Bitcoin đúng không? Họ mới biết đến những cái đồng khác, thì cái điều đó là một cái chiêu trò đúng không? Nhằm hút tiền mới từ người mới từ thị trường vào mà thôi. Và đó là cái cảnh báo của mình đối với những anh em nào mà đang khá là quan tâm về con này. Tại vì mấy ngày nay mình thấy anh em nào cũng nhắc về con này cả ha. Rồi, và video của mình cũng khá là dài rồi nên mình xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.